Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một chủ đề khá là nhạy cảm, đó là việc CPU nóng. À, đây không phải là một mẫu CPU nóng nhá, mình chỉ đặt CPU đây để làm ví dụ dành cho anh em thôi. Trước tiên thì chúng ta hãy tìm hiểu là vì sao CPU nóng, về mặt nguyên lý hoạt động đi. Khi mà anh em search tên bất kỳ một mẫu CPU nào ở trên trang chủ của hãng, có thể là Intel hoặc là AMD, thì anh em sẽ tìm ra được một dòng TDP. À, cái dòng đấy thì các hãng có thể ghi khác nhau, tuy nhiên thì sẽ có hai dòng mình hay gọi nhanh là PL1, PL2 ấy, tức là giá trị bình thường và chế độ gọi là hoạt động tối đa. Thì với một mẫu CPU sẽ có hai mức, một sẽ khoảng chừng là 65W hoặc là 125W, còn cái thông số thứ hai sẽ tùy ở mẫu CPU. Với mẫu CPU Intel Core i7 Gen 13 này thì sẽ có khoảng là hoạt động 253W. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào những con số đấy, thì khi CPU hoạt động, CPU tiêu thụ ngần đấy điện thì cái nhiệt lượng tỏa ra cũng sẽ tương tự luôn, tức là CPU tiêu thụ bao nhiêu điện thì sẽ tỏa ra ngần đấy nhiệt. Vì thế khi mà chúng ta lựa chọn hệ thống tản nhiệt thì các hãng sẽ ghi là hệ thống tản nhiệt A, B, C sẽ sử dụng để tản nhiệt được dành cho CPU bao nhiêu watt. Những con số đấy theo như mình thấy sẽ phục vụ cho nhu cầu tham khảo là chính, còn khi sử dụng thì sẽ hơi khác một chút. Vậy thì khi mà mẫu CPU nóng lên, anh em sử dụng những cái sản phẩm có sẵn đấy, anh em thấy nóng, anh em sẽ lựa chọn những cái giải pháp là thay thế những hệ thống tản nhiệt từ tản nhiệt khí, có thể lên tản nhiệt nước Oil-in-1, từ tản nhiệt nước Oil-in-1 lên tản nhiệt nước custom. Tuy nhiên khi mà chúng ta không thay được những cái sản phẩm như thế nữa mà chúng ta muốn tiết kiệm được chi phí đi, vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa để có thể ảnh hưởng đến. Vậy thì những nguyên nhân sâu xa như vậy, thứ nhất là do cái thiết kế vật lý của CPU. Điều này thì nghe có vẻ hơi lạ một chút, thế nhưng chúng ta hãy cùng nhìn theo những cái lịch sử phát triển của những dòng CPU. Thì mình sẽ lấy CPU Intel và CPU AMD làm ví dụ dành cho anh em. Là những cái mẫu CPU đấy có hình chữ nhật và đặt trên một mặt phẳng, thì với dòng ARM4 thì không có ngàm, CPU sẽ đặt lên và sẽ không cần phải lo lắng cái vấn đề gì. Tất nhiên là trừ việc anh em nhấc cả mẫu CPU ấy lên. Còn đối với Intel, ngày xưa thì chúng ta thấy được rằng là CPU có hình vuông, thế nhưng từ dòng Gen 12 trở đi đã chuyển sang một kích thước hình chữ nhật. Thì với kích thước hình chữ nhật, thứ nhất là chúng ta tăng được cái bề mặt tiếp xúc của CPU lên, tức là CPU sẽ tản nhiệt tốt hơn. Tuy nhiên, cái lúc này lại phát sinh ra một vấn đề là CPU bị cong nhẹ khi sử dụng, và khi CPU bị cong nhẹ lên khi mà chúng ta chèn xuống thì sẽ gây cái nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng chừng 2 đến 5 độ C. Đấy là người ta nói thế, còn về mặt thực tiễn khi mà sử dụng, theo như mình test qua thì nếu như trong cái điều kiện mà anh em làm một cách bình thường thì cái nhiệt độ mà chênh lệch cùng lắm là khoảng từ 2 đến 3 độ C. Tuy nhiên thì cho dù là chúng nó có tăng hay không thì vẫn có giải pháp để anh em sử dụng. Thì với dòng Intel thì chúng ta có một vật gọi là cái ngàm giữ CPU, khi mà đặt lên thì CPU sẽ giữ vững, thì bề mặt CPU sẽ phẳng và tản nhiệt cũng sẽ tốt hơn. Còn một yếu tố nữa cũng gây ảnh hưởng, đó là về phần BIOS của main. Anh em thường sẽ không để ý đến cái yếu tố này lắm, bởi vì cái CPU chúng ta cắm vào chúng ta chỉ tản nhiệt cho CPU thôi, còn cái BIOS anh em sẽ bỏ qua đi. Tuy nhiên thì cái BIOS đấy là cái để giúp có thể cung cấp điện dành cho CPU. Với những cái mẫu BIOS tốt thì hoàn toàn có thể cung cấp được một lượng điện dành cho CPU thấp hơn, trong khi vẫn đảm bảo được hiệu năng sử dụng. Mình sẽ lấy ví dụ là dòng Intel Core i7 13700K ở đây. Có những mẫu BIOS sẽ cung cấp khoảng chừng là 230W. Tuy nhiên có những mẫu BIOS sẽ cung cấp khoảng chừng là 253W. Vậy thì anh em biết được rằng là khi mà cắm lên mẫu nào sẽ tốt hơn rồi. Rõ ràng là 230W sẽ có thể tốt hơn. Đây là mình lấy ví dụ dành cho anh em thôi, để anh em có thể hiểu được là chúng ta có rất nhiều những khía cạnh mà có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ của CPU. Anh em không thể nào mà xem được một bài viết hay một video nào đấy trên mạng nói rằng là mẫu CPU này nóng, nhưng trong đấy người ta không nói rõ rằng họ sử dụng tản nhiệt gì, BIOS ra sao, main nào, update như ra sao và sử dụng vào cái thời gian nào họ có thể test. Thế nên nếu như anh em nào mà gặp mẫu CPU nóng, em cần tư vấn thì hoàn toàn có thể nhắn tin cho mình. Anh em chỉ cần cung cấp những thông tin về hệ thống tản nhiệt này, mẫu CPU anh em sử dụng và cái mẫu main thì mình có thể tư vấn dành cho anh em một cách tốt nhất. Còn nếu anh em nào mà cảm thấy cần một cái gì đó nó nhanh hơn thì lời khuyên của mình là khi mà hãng ra những phiên bản BIOS mới thì anh em nên update những cái bản BIOS gọi là càng mới càng tốt, bởi vì càng mới thì cái cách quản lý điện năng cũng sẽ tốt hơn. Giống như Intel đây thì qua mỗi bản cập nhật thì cái mẫu CPU càng ngày sẽ tiêu thụ càng ít điện lại và nhiệt độ của CPU cũng sẽ tốt hơn, và chúng ta cũng nên đầu tư hệ thống tản nhiệt sao cho phù hợp. Ví dụ với i3, i5 thì chúng ta có thể ok việc sử dụng tản khí, tuy nhiên từ dòng Core i7 trở lên thì chúng ta nên đầu tư hệ thống tản nhiệt nước Oil-in-1. Thì ví dụ ở đây là hệ thống tản nhiệt nước Oil-in-1 Verac là 240 thì có thể tản nhiệt tốt cho i5 và i7. Với i9 thì cái điều này thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng tản là 360 rồi. Tản càng đắt tiền thì CPU càng mát thôi. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.